mai thì đi xẻ lên một cục gỗ. Hôm nay thì nhà Nam đi xẻ gỗ đây. Cái hàng cuốn thư liền tấm dài xuyên suốt luôn, cô chị ạ, khoảng 1m97, liền cả tai, liền thân, tôi không chóc ghép một cái gì, hàng 8 phân nâng lên 8 phân, như ở đây nhà Nam là xẻ ra hơn 8 phân rồi. Cô chú chị nhìn nhà Nam nhá, giờ tấm nâng lên xem thế nào. Đấy, bên trong cầm đây, hàng không có gói ruột gì nhá, đẹp không thì vết luôn. Đấy, mua được cục gỗ rất là to, rộng đến gần 1m, cô chú chị nhá. Đây, nhà Nam đây đang kiểm tra xem có mắt có bị sâu gì không. Ok anh ạ. Cái này bị ruột bên dưới đấy, nhưng mà đấy tấm trên này có tham hàng rất là đẹp đấy. Có đỏ Nam Phi đây, đang ở bài gỗ đây. Đây, bộ này xẻ ra tức là một phân tính cũng khoảng 3-4 triệu một phân thì quý vị nhá, rất là đắt, hàng liền tấm liền tai luôn. Cây gỗ ngõ đỏ Nam Phi cạnh bìa đây là tát, bên trong là lõi, toàn bộ lõi hết, hàng liền tấm liền tai quý vị nhá.